Tại Mỹ, nơi đây là nơi đặt tro cốt của cố ca sĩ Phi Nhung trước khi tổ chức tang lễ ở chùa. Nơi này gắn bó với cố ca sĩ Phi Nhung và con gái ruột trong những ngày tháng ở Mỹ. Ước nguyện đưa thi hài của mẹ về Mỹ để nhìn mẹ lần cuối. Không thành, vào sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ Việt Nam, con gái của cố ca sĩ Phi Nhung đã nhận tro cốt từ nghệ sĩ Việt Hương. Lễ tang của ca sĩ Phi Nhung sẽ được những người thân cận và gia đình tổ chức long trọng vào ngày 12 tháng 10 tới tại một ngôi chùa ở Mỹ. Vậy hiện tại tro cốt của ca sĩ Phi Nhung đang được đặt ở đâu? Trên Facebook cá nhân, chuyên gia make up Nhật Bình, người bạn tri kỷ của ca sĩ Phi Nhung đã hé lộ ảnh bàn thờ ấm cúng của người quá cố tại nhà riêng ở Mỹ. Wendy Phạm đã làm lễ để đặt tro cốt của mẹ ở nhà, không nén được đau thương. Nhật Bình chia sẻ như sau, cuối cùng thì bạn mình cũng đã về đến ngôi nhà ấm áp và đầy đủ những kỷ niệm đẹp của gia đình mình. Vậy là an lòng rồi, thương. Ngôi nhà này là nơi cố ca sĩ Phi Nhung và con gái sinh sống trong những năm ở Mỹ, đồng thời cũng là chỗ ca sĩ Phi Nhung khao khát được trở về. Ngôi nhà của ca sĩ Phi Nhung ở Mỹ rất đơn sơ, giản dị, nhưng đây là nơi chất chứa nhiều kỷ niệm của cố ca sĩ cùng con gái. Đây cũng là nơi nữ ca sĩ bông điên điển muốn trở về sau nhiều năm làm việc tại Việt Nam. Gia đình đang sắp xếp để có thể lo chu toàn tang lễ cho ca sĩ Phi Nhung sẽ diễn ra vào ngày 12 tới. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.